ở nhà ít nhất 2 tuần nữa, tuần Anh, họa sĩ tự do ở quận Nam nói, dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Anh đã mất một người quen do Covid-19, họ hàng cũng có 3 người nhiễm. tình Sài Gòn mở cửa trở lại, đem cho anh cảm giác lẫn lộn, vui bởi thành phố đang hồi phục, nhưng sợ vì nguy cơ dịch bệnh vẫn lơ lửng. Anh họa sĩ 32 tuổi thậm chí chưa sang nhà ngoại để gặp vợ, dù đi xe 15 phút là tới. Đợt giãn cách xã hội, họ tách ra để chăm sóc bố mẹ hai bên. Ở Hà Nội, chỉ thị giãn cách đã được nới lòng chục hôm, song Trần Ngọc Hiền cũng chưa thể làm quen với bình thường mới. Tối 21 tháng 9, nghe xếp báo đi làm lại, nữ nhân viên văn phòng 25 tuổi dành 30 phút chọn quần áo cho ngày tái xuất. Nhưng sự hào hức này biến mất ngày sáng hôm sau, lúc cô rời khỏi căn hộ ở quận Cầu Giấy. 7 giờ sáng, thang máy đã có 5 đến 6 người, thay vì 1 đến 2 người như hồi còn giãn cách. Họ còn nói chuyện nữa, dù thang máy vẫn dán thông báo không nói chuyện, hiền kể cô quyết định không bước vào mà đứng chờ thang kế tiếp. Ngoài cảm giác khó chịu mỗi lần thang máy đầy, hiền kể cô còn có cảm giác sợ nếu bị người khác vô tình huyết phải. Cô không dám đi mua trà sữa, món uống ưa thích vì mỗi lần đi qua cửa hàng đều thấy 6-7 shipper xếp hàng. Em còn nghĩ đến việc xin làm việc từ xa tiếp để đỡ phải ra ngoài, hiền thổ lộ. Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Cao Minh, giảng viên Đại học Giáo dục Hà Nội, chuyện của Hiền và Tuấn Anh không quá hiếm hoi, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Theo kết quả khảo sát của Trường Đại học Y Dược Huế, đăng trên tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi trường và y tế công cộng tháng 4 năm 2021, phần lớn người dân bày tỏ nỗi lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 21% lo lắng ở mức vừa và cao cho bản thân, gần 27% lo lắng ở mức vừa và cao cho thân nhân. Đôi khi, nỗi sợ ra đường chỉ là phần nổi của tàng băng, theo tiến sĩ Nguyễn Cao Minh. Dưới góc độ sức khỏe tâm thần, không ra ngoài khi chính phủ đã cho phép có thể là biểu hiện của một số vấn đề như lo âu nghi bệnh, lo âu lan tỏa, sợ mọi thứ, ám sợ đặc hiệu, sợ cụ thể một thứ và ám sợ xã hội. Các vấn đề trên có điểm chung là sự sợ hãi, lo lắng quá mức nhưng nội dung lại khác biệt. Lo âu nghi bệnh, lo âu lan tỏa, ám sợ đặc hiệu đều lo sợ cùng về một thứ mà trong bối cảnh hiện tại là COVID-19 với nguy cơ nhiễm bệnh, bị cách ly, bị ảnh hưởng. Trong khi đó, người mắc ám sợ xã hội ngại tiếp xúc, giao tiếp trong các tình huống xã hội. COVID-19 khiến tất cả mọi người bị stress, mức độ stress càng cao, các vấn đề tâm thần càng dễ khởi phát hoặc tăng nặng, tiến sĩ mình nói. Khảo sát của Đại học Y Dược Huế cho thấy hơn 16% người tham gia đánh giá chỉ số hạnh phúc của mình ở mức kém. Nhiều văn phòng tâm lý ghi nhận tình trạng khách tăng đột biến. Một cơ sở ở quận Ba Đình Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, lượng khách tìm đến tăng gấp 3, phòng tham vấn tâm lý khác ở quận Thanh Xuân tiết lộ. Chỉ riêng tháng 6 năm 2021, lượt người đến kiểm tra sức khỏe tâm thần tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 60% có biểu hiện bất ổn cần sự trợ giúp. Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đỗ Hồng Nhung, giảng viên Đại học Thái Nguyên cho biết, một số người mắc COVID-19 lo lắng về nguy cơ tái nhiễm hoặc kỳ thị, cũng có bệnh nhân sợ mình trở thành nguồn lây bệnh cho người khác. Đỗ Thành Long ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Dù đã khỏi bệnh từ tháng trước, Chàng trai 20 tuổi vẫn quyết định giữ khoảng cách với cộng đồng bằng cách nghỉ hẳn công việc tại nhà máy, ở nhà phụ giúp bố mẹ bán hàng. Ngoài ra, một số người hưởng lợi từ đợt giãn cách chưa sẵn sàng từ bỏ những lợi ích đó. Điều này dễ nhận thấy ở những nhân viên có thể làm việc từ xa mà lương giữ nguyên như Nguyễn Thùy Linh, chú tại huyện Nhà Bè. Làm việc ở nhà thì không phải trang điểm, cũng không tốn 2 tiếng di chuyển mỗi ngày, cô nhân viên truyền thông 29 tuổi nói. Đáng lưu ý, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, việc không muốn ra đường sau giãn cách ảnh hưởng đến cả cá nhân lẫn những người xung quanh. Tuấn Anh khuyên vợ đừng vội đi làm bởi nhiều người ở cơ quan cô chưa tiêm mũi vaccine thứ hai. Từ đó dẫn đến những trận cãi cọ của hai vợ chồng. Những nhân viên vẫn muốn làm từ xa như Hiền, Linh thì có thể khiến công việc chung đình trệ và tinh thần tập thể đi xuống. Để xoa dịu nỗi lo ra đường sau giãn cách của người dân, tiến sĩ Nguyễn Đỗ Hồng Nhung khuyến nghị các cơ quan tổ chức cần hình thành bộ quy tắc ứng xử mới, Bộ quy tắc này tôn trọng nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người khác, không tung tin đồn, không kỳ thị người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, linh hoạt về hình thức làm việc, trực tiếp, trực tuyến, hỗ trợ nhân viên nếu họ ở trong vùng dịch, hay chi phí xét nghiệm, điều trị hay giấy đi đường. Về phần cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Cao Minh cho rằng, đầu tiên mỗi người cần nhận ra vấn đề của mình xuất phát do nguyên nhân nào. Nếu sợ nhiễm bệnh, bạn hạn chế đọc thông tin không chính thống, hay tin đồn trên mạng xã hội và xem xét tìm đến sự trợ giúp chuyên nghiệp. Nếu có vấn đề như ám sợ xã hội từ trước, bạn hãy làm quen lại với cuộc sống một cách từ từ như ra chỗ vắng người, sau đó tới nơi đông người. Điều quan trọng là hiểu rằng mọi thứ đều có mặt tích cực lẫn tiêu cực. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể kiểm soát bản thân, ông Minh khuyên. Đó cũng là bài học mà anh Nguyễn Phan Bình, 31 tuổi, ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh rút ra. Lúc phát hiện mình nhiễm Covid-19 vào tháng 8, anh sợ lây cho người nhà, sợ không được tiếp cận y tế, sợ trở nặng và sợ chết nhìn gia đình và bạn bè sốt sáng giúp đỡ, lại là trụ cột trong nhà, anh Bình tự trấn an và hiểu rằng nỗi sợ chẳng giúp ích gì cho mình. Sau 8 ngày sốt cao, anh dần phục hồi. Sài Gòn mở cửa trở lại, cảm xúc duy nhất của anh Bình là háo hức, là một người nhiễm đã khỏi, anh biết mình thuộc nhóm an toàn. Anh cũng không ngại bị kỳ thị bởi cho rằng mọi lời đàm tiếu đều do thiếu hiểu biết, cần được cập nhật thông tin. Quan trọng nhất, ra ngoài đồng nghĩa với cơ hội làm việc nhất là khi anh Bình hoạt động trong lĩnh vực lưu trú và nhiếp ảnh. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa, xe tải chở hàng hóa hoạt động tuân thủ theo quyết định số 23 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về hạn chế và cấp phép xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Các loại xe tải chở hàng hóa khi lưu thông trong khung giờ cấm xe tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải có giấy phép do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy nhận diện có mã QR Vận tải hàng hóa bằng đường thủy, bến phà Bình Khánh, bến phà Cát Lái vẫn hoạt động bình thường. Từ ngày 5 tháng 10, vận tải hành khách bằng xe buýt sẽ tổ chức một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo từng tình hình, nhu cầu thực tế của từng khu vực, theo quyết định công bố của Sở Giao thông Vận tải. Vận tải hành khách bằng xe taxi Mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 20% số xe quản lý theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp vận chuyển hành khách bằng xe du lịch, mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 30% số xe quản lý theo số liệu biển hiệu đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Đối với xe vận tải hành khách bằng xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách được phép hoạt động tối đa không vượt quá 10% số xe quản lý theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cho phép các phương tiện không sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách hoạt động như sau: Hoạt động phục vụ các chương trình du lịch được Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức theo kế hoạch vận chuyển của ngành y tế xe vận chuyển, công nhân chuyên gia. Các phương tiện đăng ký hoạt động theo đề xuất của các đơn vị sẽ được Sở Giao thông Vận tải cấp phép thông qua giấy nhận diện có mã QR theo hướng dẫn tại phụ lục 1. Trong quá trình hoạt động và căn cứ vào nhu cầu đi lại và tình hình kiểm soát dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục điều chỉnh số lượng phương tiện hoạt động phù hợp. Dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, xe máy không được phép hoạt động. Còn đối với vận tải hành khách bằng đường thủy, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bến phà Bình Khánh cắt lái tiếp tục hoạt động. Các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận chuyển hành khách sau đây sẽ được phép hoạt động. Đối với huyện Cần Giờ bao gồm bến Tắc Xuất, Biên Phòng, Thiêng Liềng, xã Thạnh An phục vụ vận tải hành khách tuyến Cần Thạnh, Thạnh An và Thạnh An Thiêng Liềng. Các bến phục vụ du lịch như bến du thuyền rừng xác, bến du lịch đầm rơi, bến du lịch vàm sát, bến Tắc Xuất, bến trạm văn phòng phân khu 1, bến trạm văn phòng phân khu 2, khu di tích Rạch Rồng Chùa. Khu bến du lịch Cảng Công viên Bạch Đằng, quận 1, bến phục vụ du lịch Bến Đình, bến Dược, huyện Củ Chi, bến Hiệp Phước, Doi Lầu, Hiệp Phước, An Thới Đông, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, bến Bình Quế, quận Bình Thạnh, chùa Hội Sơn, thành phố Thủ Đức, bến Bến Đá, quận 8 và các bến thủy nội địa phục vụ tổ chức cá nhân không kinh doanh tần suất khai thác tối đa không quá 50% so với tần suất trước thời điểm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và không trở quá 50% sức chở cho phép của phương tiện. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa, các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và lưu thông ngang qua thành phố Hồ Chí Minh phải có giấy nhận diện có mã QR được cấp tại địa chỉ vận tải. Chấm grvn gob vn hoặc địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gob vn hoặc ứng dụng vneid Đối với phương tiện có lộ trình quá cảnh qua thành phố Hồ Chí Minh, không được dừng đỗ phương tiện trong suốt quá trình lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trừ trường hợp bất khả kháng như phương tiện bị hư hỏng, sự cố kỹ thuật, về sức khỏe của người trên phương tiện, vân vân. Xe ô tô chở hàng, ô tô tải hoạt động trong khu vực nội đô thành phố tuân thủ theo quyết định số 23 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về hạn chế và cấp phép xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Người từ các tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh, ngoại trừ trường hợp cấp cứu, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ bên cạnh đó người dân vào thành phố hồ chí minh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện từ các tỉnh thành phố đến bệnh viện tại thành phố hồ chí minh giấy hẹn tài khám hoặc thông tin xác nhận đăng ký của các bệnh viện tại thành phố hồ chí minh phương tiện di chuyển là các loại hình vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô đường thủy đường sắt đường hàng không xe ô tô cá nhân lái xe phải đáp ứng điều kiện y tế nêu trên Trường hợp vận chuyển người lao động tại các tỉnh, thành phố về thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện theo công văn số 3231 ngày 30 tháng 9 của Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp tổ chức vận chuyển người lao động từ các tỉnh thành phố làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Trường hợp vận chuyển người dân có nguyện vọng về quê về các tỉnh thành khác theo kế hoạch thực hiện theo công văn số 2452, công văn số 2544 và công văn số 2548 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức hỗ trợ đưa người dân có nguyện vọng về quê trong thời gian thành phố thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ các phương tiện lưu thông đến đi từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 8272 và công văn số 8573 về tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay.